VinMart kính chào quý cô, chú, anh, chị và các bạn đến với chuyên mục Mỗi Ngày Một Sản Phẩm. Hôm nay VinMart xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm máy vuông luống tạo rãnh 2 cầu Turbo TLX655. Chúng ta cùng đi vòng quanh xem cấu tạo của máy như thế nào nhé. Máy sử dụng động cơ xăng 9 HP với thiết kế 2 cầu giúp công việc xẻ rãnh tạo luống hiệu quả hơn. Để hiểu rõ hơn về chiếc máy này, xin mời quý cô, chú, anh, chị cùng các bạn cùng đi vào video review chi tiết nhé. Quý vị và các bạn đã đến với video review sản phẩm của VinMart. Và ngày hôm nay em đang được đứng cạnh một chiếc máy sới đất đa năng của hiệu Turbo với model là TLX655. Sản phẩm này đang được bà con nông dân mình lựa chọn khá là nhiều, bởi vì cái dòng máy này thì rất là đa năng, mình có thể thực hiện nhiều chức năng trên một con máy, vừa sới đất làm cỏ vun luống. Với cái chiếc máy này thì mọi người cũng có thể nhìn thấy là nó rất là khỏe khoắn, có kết hợp với bánh xe để chúng ta có thể di chuyển máy dễ dàng hơn, trang bị 2 số tiến, 1 số lùi, giúp quá trình vận hành sẽ trở nên nhàn hơn. Mọi người có thể nhìn thấy phía trước đây là phần đầu của động cơ. Với phần đầu này thì mình sẽ sử dụng động cơ của Turbo với công suất là 9 HP giúp máy có thể hoạt động liên tục nhiều giờ đồng hồ. Ở ngay trên thân máy đây thấy được là đây là cái bảng thông số của máy này. Đây ạ, model của máy này, cân nặng này, thời gian làm việc này. Chiếc máy này sử dụng động cơ 4 thì xăng riêng, nhớt riêng. Mọi người lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng nhớt 4 thì, nhớt bôi trơn động cơ để chúng ta cho vào máy. Vị trí mà mọi người sẽ đổ nhớt, nhớt ở đây có tác dụng là bôi trơn và làm mát động cơ, làm mát máy. Mọi người sẽ đổ xăng ở đây. Ngoài nhiên liệu sử dụng cho máy là nhớt và xăng thì mọi người lưu ý là chúng ta cần nhớt hộp số, làm mát cái hộp số ở đằng này nữa. Bộ sới sẽ được đặt ở ngay đằng sau vị trí của bánh lốp, bánh sới. Và mỗi bên được trang bị tổng cộng là 9 lưỡi sới. Đặt như thế này. Ngoài việc chúng ta sử dụng bánh lốp ra thì mọi người còn có thể sử dụng các cái bánh bám lắp cho máy để sử dụng cho các cái địa hình đất dẻo, đất dính sẽ dễ dàng hơn là chúng ta sẽ đi bằng bánh lốp. Ở phía đằng sau, mọi có thể nhìn thấy ngay ở giữa bộ phận lưỡi sới ở đây. Chúng ta sẽ sới giúp để lên luống, để chúng ta có thể lên luống một cách dễ dàng. Bánh xe này mọi người có thể di chuyển, điều chỉnh lên xuống bằng cách là xoay cái vị trí ở đây. Mọi người sẽ xoay cái chốt này để chúng ta có thể nâng bánh xe lên hoặc hạ bánh xe xuống trong quá trình mà chúng ta di chuyển vận hành. Đây là phần tay ga để chúng ta có thể điều khiển vận hành máy, tăng giảm lên xuống. Khi mà mọi người mua máy thì kỹ thuật viên của VinMart sẽ hướng dẫn mọi người một cách dễ dàng. Tay ga cũng sẽ được đặt ở ngay phần tay cầm như này. Ngay trên cái bô xả thì sẽ có một cái lồng để chúng ta tránh cái trường hợp chúng ta va tay vào để không bị nóng, không bị bỏng tay, không gây nguy hiểm trong quá trình mà mình vận hành máy. Khung phía đằng trước cũng thế, thiết kế rất là chắc chắn. Cô chú anh chị, khi mà mình bỏ tiền ra mình sở hữu cái máy này thì mọi người sẽ cực kỳ là hài lòng về chất lượng sản phẩm cũng như là giá thành mà chúng ta bỏ ra. Mọi người đang tìm mua một chiếc máy sới đất, một chiếc máy đa năng để làm cỏ, sới đất vun luống thì mọi người hãy liên hệ tới VinMart để chúng ta có thể biết thêm, hiểu thêm về chiếc máy Turbo TLX655 của VinMart ạ. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì quý cô chú anh chị và các bạn, mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc mọi người có thể truy cập vào website maymocviet.vn. Tại website của Máy Móc Việt thì có rất là nhiều các cái sản phẩm với các cái model khác nhau, từ dòng mini cho đến dòng công nghiệp, từ dòng chạy xăng cho đến dòng chạy dầu, cho quý cô chú anh chị và các bạn mình có thể lựa chọn. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt.